Anh cũng bóng quá nè. Hello cả nhà hôm nay. Nấu nấu cơm cho anh Tư, cơm gia đình. À, cơm xa Việt Nam nha. Cơm Việt Nam. Đây là cơm Việt Nam, cơm gia đình nha. Tại vì anh Tư về nước thì ăn những món Tây ở bên đó mà. Giờ cơm Việt Nam, cơm gạch giá miền Tây của quê ông bà ông giải mình. Này. Đây. Chị Sáu thấy ngon, chị Sáu nấu ăn cũng ngon lắm, giúp thì nấu ăn cũng ngon lắm. Đi ra ngoài đảo rồi ăn tuyệt vời. Nghe nấu cái chua, đây, vui đó, thì ngay vui. Khi nào anh Tư đi ra ngoài đảo cho em hay em ra chơi. Anh tính là ngày 21 về đó. Dạ. Giờ mà biết là nấu chuyên nghiệp nè. Thôi ăn đi mẹ. Rồi mời mấy con mấy em. Đây cho chín. Ăn cá rồi tiếc nè, okay. Cá tôm, dạ, rim, tôm rim ngọt, tôm rim, dạ dạ, không, ngon hả đây đi, hai miếng rồi, hai miếng mọi người lên nè, anh ơi, vô đi, vô đi, ăn đi Bi. Ăn miếng thì tự vui. Ừ, ăn nửa chén cũng được đó. Mẹ ăn cơm.